Linh Trang xin kính chào quý vị khán giả. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai mùng 3 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, ngày mai khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục bước vào cao điểm nắng nóng. Khu vực này được dự báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Dự báo hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La ngày mai sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Đợt cao điểm nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 4, sau đó nắng nóng suy giảm. Cùng với khu vực Tây Bắc Bộ, ngày mai khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế được dự báo có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, thậm chí có nơi hơn 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 35%. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Lấy từ đầu bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Khu vực quần đảo Hoàng Sa và khu vực quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Có thể thấy dù mới bước vào đầu hè, nhưng trên cả nước đã có nắng nóng gay gắt. Với thời tiết nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt này, quý vị nên đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Quý vị cũng nên điều chỉnh điều hòa với nhiệt độ phù hợp để tránh sốc nhiệt. Ngoài ra cần uống đủ nước để cơ thể tránh mất nước và mệt mỏi. Thông tin trên đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!